thư tình gửi một người, Trịnh Công Sơn. Blau, ngày 23 tháng 9 năm 1965. Ánh. Buổi trưa anh không ngủ được nên lang thang ra phố. Mưa nhỏ rồi lớn dần đuổi anh chạy về đây. Anh đang ngồi ở câu lạc bộ sát bờ hồ. Bờ hồ bây giờ cũng điêu tàn lắm. Người ta đã chặt bỏ những cây khô sống bao nhiêu năm nay trong hồ. Có một vài chỗ nước rút xuống chỉ còn bùn đen. Buổi chiều gió thật lạnh. Anh đã mặc áo ấm suốt ngày ở đây. Anh nhớ anh lắm, mà ngôn ngữ thì quá chật hẹp, quá cũ kỹ, không chuyên chở nổi sự nhớ nhung này. Nên anh đã nói, đã nhắc mãi mỗi ngày, mà vẫn chưa đỡ nhớ tí nào. Ngồi ở đây nhìn ra từng ô cửa kính rất lớn, anh mơ hồ thấy mình như lại về một vùng đất nào mới sơ khai. Cả thành phố chỉ xanh rì những cây cối và từng khoảng đất đỏ. Hiện giờ ở tỉnh đang có một buổi văn nghệ sẽ tổ chức vào cuối tháng. Anh phụ trách chương trình này nên bây giờ vẫn còn được rỗi rảnh không làm việc gì cho đến cuối tháng. Anh nhớ ánh lạ lùng đó anh, mà ánh thì chỉ mong anh chóng đi xa. Anh nghĩ thế. Mùa thu hầu như không có trên miền này. Ở đó lá đã bắt đầu vàng chưa anh? Nhưng bụi mờ dọc theo những con dốc đất đỏ ở đây, anh vừa đi qua ban sáng và thấy lá của hoa mặt trời xanh ung. Anh ngắt gửi về ánh một ngọn. Hoa thì vẫn chưa nở. Có lẽ đợi hôm nào có mặt trời thì hoa mới bắt đầu hiện diện, và cũng là mùa mà anh đã gọi là mùa sinh nhật của hướng dương. Anh đang nhớ thầm về những buổi chiều thứ năm ở đó. Chỉ mới có vài ngày mà tưởng chừng như ngàn đời qua đi trên anh. Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này, sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn. Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa, ngày nắng, trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người, thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được. Buổi trưa, trời âm u và hơi lạnh. Anh vẫn không thể nào không thấy sự lạc lõng của mình nơi đây. Ở trường Đồng Khánh giờ này, chắc anh đang mài miệt với những bài vở mới. Sân trường đã có những cây hoa vàng, tím mọc nhoi lên trên từng bãi cỏ xanh, đúng không? E cũng phải mất đến hàng mấy tháng anh mới tạm bình ổn được vào với thành phố này lại. Bây giờ anh không còn là người gác hải đăng, anh cũng thôi làm người mang lửa. Chúng mình làm sao níu cho được tay nhau trong suốt mùa đông này? Cơn mưa như thác đổ ngoài trời. Đồi trà bây giờ mù mịt, không còn thấy gì. Anh đang có ánh tuổi nhỏ trước mặt, trong chiếc hộp nhỏ anh mang theo đó. Mưa rất buồn, như một điệp khúc dài dẳng trong mấy tháng mùa đông này. Ánh ơi, nếu còn sự yêu thương và nhớ nhung nào trong ánh, thì hãy gửi làm quà cho anh,
để anh coi thường những tháng ngày ẩm một nơi đây. Nhớ vô ngần, thân yêu, yêu dấu. Trịnh Công Sơn.